các bạn ơi, Hương sẽ dùng hướng dẫn này. Chúng ta bắt đầu bấm điểm giữa này. Đó. Bấm chính giữa. Ra đây. Ra góc này. Chúng ta bấm đúng vào cái điểm góc của đầu đường may nhé. Đó. Và bên này cũng thế. Đây. Chúng ta bấm vào đây. Trên này cũng thế các bạn ạ. Đừng có bấm quá sẽ bị toét các bạn ạ. Và chúng ta lộn lại. Chúng ta lộn ra xong như thế này. Chúng ta lật bên phải lại nhé. Rồi chỉnh cho nó vuông góc. Vuông bằng cái góc vào. Hương sẽ hướng dẫn các bạn từng công đoạn của chiếc quần. Thì có thể xem nhiều lần thì các bạn có thể may được quần ấy. Đây các bạn ơi. Và sau khi chúng ta lộn ra rồi, chúng ta sẽ có cái góc này chặn các bạn ạ, chặn đường chỉ đây. Đây, chúng ta may một đường chặn di đi di lại khoảng 3 lượt chỉ nhá, không có nó sẽ bị rách, mặt nó căng quần ra là rách. Để êm cái thân quần và cái tơi túi nó êm với nhau. Rồi chúng ta cũng chạy chặn tiếp như thế. Đây các bạn ạ. Chúng ta lật lại, chúng ta chặn cái đường dưới này của cơi nhé. Sau khi chúng ta chặn xong hết rồi, chúng ta tỉa bớt cái thân cơi đi. Còn cái đáp túi thì chúng ta để nguyên, chúng ta không nên sửa nó nữa. Mình đã may xong chiếc túi quần quần sau. Và bây giờ thì nếu như các bạn muốn nó sạch thì chúng ta sẽ viền bọc xung quanh lại, bọc xung quanh cái đáp túi này. Đều nhé. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ quặn nó lại. Đây các bạn. Gập cái này vào. Giống như kiểu mình viền một
chiếc cổ cổ viền ấy, đấy, quặn nó lại như này và chúng ta chặt được may lên. Vậy là mình đã may xong cái túi rồi các bạn ơi, nó viền vào nó chặt chẽ hơn. Đấy. Đây là một chiếc túi sau các bạn nhé, sau của quần lưng. Cơi sau, túi một cơi các bạn ạ, quần túi một cơi. Còn quần túi hai cơi thì thường thường quần nam họ sẽ may hai cơi nhiều hơn. Xin cảm ơn mọi người, tạm biệt các bạn. Ai yêu quý mình thì hãy nhấn đăng ký kênh cho mình nha.